Sao tôi tự nhiên lại bị vào tù thế nhỉ? Vô lý, sau mười mấy năm thì tôi không biết tôi làm gì nhưng mà tại sao tôi lại vào tù? Giờ tôi phải tìm cách tôi ra khỏi đây thôi anh em ạ. Tại sao tự nhiên nó lại quăng cho tôi một cái gọi là một cái hộp vô lý á? Hộp bánh kem mà. Chắc chắn bên trong đây sẽ có một cái thứ gì mà có thể giúp tôi ra khỏi tù. Đúng như tôi dự đoán luôn. Phóng tên lửa hả? Di chuyển tức thời hả? Có vẻ máy khoan là một cái yếu tố gì đó khá là ok anh em ạ. Rồi khoan thẳng xuống luôn, đúng rồi. Rồi. Wow. Là tôi sẽ lấy xà beng à. Tôi sẽ nảy ống cống mà tôi nhảy xuống. Tự nhiên tôi khoan xuống đúng cái phòng vệ sinh luôn anh em. Ôi. Quay 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 quay. Phải xịt. Tụi gì bắn. Ê ê từ 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 từ. Bố sàn á. Đang chạy. Hớn lẹ anh em ạ. Quyên quyên quyên. Né đi nè. Thế là tôi phải chạy qua trái rồi, tôi phải chạy qua trái rồi, trái trái, đúng rồi. Tôi chạy đường nào nữa, cái tay nhanh hơn cái não anh em ạ. Hay lắm, tôi ấn rồi đấy. Ấn đi đâu nhỉ, ấn đi đâu giờ, ấn đi đâu, ấn đi đâu, ấn đi đâu, ấn đi đâu, đi đâu, đây đây đây, quẹo 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 quẹo. Đây 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 nhá, đây nhá. Easy. Thôi tôi tính hết rồi ba, chứ không phải đâm vô tường đâu, tôi tính hết rồi. Giờ có thanh niên này, chơi hả, chơi chơi chơi. Giờ tôi phải vật ngã cái ông này tôi mới đi ra được anh em ạ. Thì đó là một cách duy nhất thôi đấy. Nhờ má ơi. Từ từ để ta xử lý cái đã chứ. Ít nhất cho ta một giây chứ. Nhưng nhưng. Come on nè. Tối. Chúng mày tối. Bố mày xạo. Không biết bố mày học skill đó à. Nên là quit đi nhá. Thôi nó rung thì bỏ tay xuống tao bắn giùm cho. Sợ chưa? Đúng nó như vậy, nên như vậy nhá. Ôi, tính ra cái nhà tù này nó dễ vãi anh em ạ. Tôi chỉ dùng mấy cái skill của tôi thôi là xong rồi anh em. Tôi sẽ lấy cái rocket launcher này. Bắn nó thử, bắn. Bắn. Đùng. Hay lắm. Ừ hay lắm, là con trai của ta mà. Gọi điện cho mấy thanh niên có gì cứu tôi anh em ạ. Kiểu như người hành tinh đồ các thứ đấy. Cứ cần phải lâu vậy không? Tốc độ đi. Trời ơi, đưa tôi lên thẩm phán luôn anh em ạ. À. Nó nói chuyện với nhau luôn á. Họ cho tôi ra đi cho nó dễ nhá. Bằng chứng hả? Bằng chứng hả? Thì sẽ lấy cái nào ta? Ấn đại đi, giờ tôi sẽ ấn đại. Ê, cái bằng chứng nè. Tôi còn không biết nữa mà anh em. Như tôi lấy nhầm rồi anh em ạ. À. Mấy thanh niên này nó cứ bàn phán với nhau mà tôi cũng không biết tôi đang ở đâu luôn á. Tôi nè, tôi nè. À được, sử dụng teleporter thì sao? Ôi. Tôi cứ tưởng là nó dễ như vậy anh em ạ. À. Nói chung là vô tù là phải uống bia để giải sầu anh em ạ. À. Dạ tôi sẽ uống bia thử coi nó ra sao. Nói chung là tôi cũng đồ cũng mạnh lắm, nút phát là hết chai à. Ui, hình như này không phải là bia rượu gì anh em ạ. À. Một cái chất gì đó làm cho tôi có thể là nhìn mọi thứ chậm đi và tôi có thể mạnh lên. Đấy, giờ tôi đi ngầu quá shit ra luôn anh em. Mấy ủa gì lâu lắm vậy chứ. Kia vào tưởng thôi. Ui, nói chung là khiêng cũng dễ mà. Tôi không cố tình nhau, tại tôi mạnh quá đấy. Nói chung là tôi làm cái gì cũng nhanh như flash vậy. Mấy thanh kiên kia vẫn giải biết gì. Thế là tôi ra tù easy thôi. Are you sure about that? Khỏe anh em à. Còn cái cuối đấy. Tôi nghĩ là window anh em à. Làm xong chui ra luôn, sợ gì đúng không? Ấy, đúng rồi, hay lắm. Nếu mà tôi cưa cái cửa này thì sẽ ra sao? Tiếp tục cưa, đúng rồi, ra lấy cây chọt luôn, ra cái lấy cây chọt luôn. Tôi định táp rồi, táp không kịp anh em ạ. Bực thật sự ấy. À tôi táp trước luôn nè. Ấy, mày xạo không mày? Táp táp táp. Mày xạo không mày? Mày biết vô công không? Sư phụ rồi đó. Quăng luôn, quăng luôn, quăng luôn. Rồi đi rồi, đi rồi, đi rồi anh em ạ. Ê, có chỗ phù thủy của Harry Potter kìa. Bắt ghế lên chứ làm cái gì trời. Qua đây chứ, cái nào dài hơn người đi thôi. Rồi lên sân thượng luôn rồi anh em ạ. Chép bác hả? Tôi nghĩ là cái này đi. Parachute. Nó là dụng cụ nhảy dù. Hiến nha. Đấy, đúng rồi. Mở ra toàn mấy gì không à. Cái này là do nó không kiểm tra chứ không phải do tôi đâu anh em ạ. Tên lửa coi. Ui. Chưa. Này kiểu như giống Tony Stark đấy anh em. Ừ hay lắm. Tôi sẽ dùng cái máy bắn này anh em ạ. Bay chuột được xuống dưới đất. Sao ông ngu thế. Ê tôi còn sống anh em. Tôi còn sống. Còn một thứ duy nhất đó. Một thứ là khả thi. Khá là khả thi anh em. Nó là vẻ là sẽ đi xuống đường.
Đúng như tôi dự đoán, tôi sẽ ra được tù anh em. Sau khi mà tôi ra khỏi tù thì tôi vả quá anh em ạ, không có một đồng trong túi. Thì tôi tự nhiên tôi thấy trên tivi là có một người cái kim cương khá là to, và tôi quyết định là đi qua chợ với anh em ạ. Chân chứ gì nữa, đây là cái bảo tàng chứa kim cương đấy. Thì tôi phải bàn ra một cái hoạch kỳ gọi là bro để tôi lẻn vô anh em ạ. Đương nhiên là phải lẻn rồi, thì tôi phải lẻn vô để tôi cướp đồ. Tôi sẽ lấy cái này biết nha, đập vô thử coi nó là sao. Ôi, khốn nạn, đúng chất luôn á. Hai thanh niên này vẫn ngồi nói chuyện nổ mà vẫn không biết anh em ạ. Cái này là tôi nghi là bom nguyên tử lắm, cho nên là lấy súng bắn cho lẹ. À tôi quên này là cái súng bảo tàng anh em ạ. Bom nha. Ơ, thôi, bay bay. Bố mày đùa với mày đấy à. Mày xạo. Này thì quýu quá mà chạy rớt luôn. Ê chưa mà, tao chưa ấn mà. Không phải. Ôi. Ninja. Bố mày là ninja đấy. Giờ mày biết à. Đấy, kim cương đấy anh em. Là sao ta? Mushroom rainbow. Có vẻ là lấy cái này để mở cái cửa ra anh em ạ. Ơ. Có lẽ là tôi sẽ thu phục cái con hồi nãy rơi trúng đầu tôi. Không, mà giờ tôi sẽ đấu Pokemon với hai bọn này anh em. Chắc là như thế. Đúng luôn. Ơ. Vô lý. Trong Mario anh em ạ, nên là tôi sẽ ăn mushroom để nó biến to lên coi thế nào. Ôi, nó biến to lên thật sự luôn ấy. Tuổi gì mà bắn, sao mà nhầm nhỏ với anh được. Dậm ra. Hello. Ôi ôi, nở ra trứng con rồng khủng long anh em ạ. Mày, hồi lấy pháo đâu ra lẹ dữ vậy. Ôi. Bắn đầu đấy, cái đó đâu đấy anh trai ạ. À. Ồ, cái này là một nơi chống bạo loạn đấy anh em. Hình như nó đã báo cáo lên đây rồi. Gì đây? Thì tôi phải làm sao đây ta? Một là tôi ấn vô cái này. Rồi. Có chỗ bảo tàng bị vậy mới phá hủy cả thành phố luôn. Tin nữa coi sao anh em. Quay. Ủa, tính ra chả khác gì trái kia luôn á. Ấn nhẹ thôi anh em. Bố láo ấn nhẹ thôi. Có lẽ là một thông tin gì đó. Ừ, hay lắm. Còn cái cuối thôi đấy anh em. Ấn cũng khá là nhẹ nè. It's a fucking robot. Yo, cưa tôi rồi, nó cưa rồi, viên kim cương kìa. Tôi nên chạy ra ngoài anh em ạ. Trong khi đó là nó đang phá hủy căn nhà kia của tôi đấy. What the fuck? Thầy nói nó dễ gì đâu. Nếu mà tôi bust in thì vô sẽ như thế nào? Cứ vô thử xem. Thằng nó chạy xe lăn vô luôn. Ôi, không phải xe lăn anh em ạ. Lần này tôi chơi lớn rồi. Tôi mua xe, tôi đổi, tôi bay vô luôn anh. Kít. Đá chết bà nó. Ừ, đúng rồi. Ờ, tôi nhớ đá chứ bay dặn nó luôn mà ta. Ram, bay ôm ạ. Vô luôn sợ. Fan Furious đấy. Hôm nay nó bị não chậm bạn thông cảm. Não hơi chậm. Vô được mấy ngàn năm mà giờ nó mới gọi đấy anh em. Tôi sẽ sử dụng cái này để tôi đỡ. Hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Ui tới nơi luôn anh em. Ờ, bắt kịp. Lụm. Đúng rồi. Nhất lên. Đúng rồi. Không ngờ tôi chọn cá là tôi vô luôn anh em. Tôi nghĩ là cái viên kim cương xuống quốc vô mặt hàng này. Nói nhiều thế. Nói tiếp đi gì đâu. Ôi ngọc. Ôi cảnh sát nữa vãi. Tôi cứ tưởng là tôi đã trốn thoát ra anh em. Chưa kịp ấn luôn á. Ngày xưa chắc mày biết thánh giống lấy qua cây quốc mày chứ. Ấy. Ủa, tôi tưởng nó lấy cây nó quốc chứ anh em. Không ngờ là không phải anh em à. Vô lý không. Đá tôi chọi chết bà nó. Đúng rồi. Mày xạo. Trời lên 3 sao luôn anh em ạ. Có máy bay tới luôn. Nhắm luôn. Giờ tôi phải làm sao đây? Bơ. Nói chung là chưa kịp nhấn con quái quỷ gì. Sticky với nó. Tôi sẽ chọn cái khác. Bơ. Bóng. Bóng cười. Mày sao bắn vô bóng cười của tao được tủi luôn. Dí tới mai. Vô đường hầm mà anh em à. Họ có cái khẩu đứt rảnh rồi. Giờ sao? Xí nha, xí nhẹ đó. Từ từ. Để tao tính suy nghĩ, để tao suy nghĩ cái đó. Tôi nghĩ là lái đi anh em. Vậy chỉ còn là cục kim cương. Kim cương nào má. Mày tuổi gì? Tao tính hết rồi ba. Nãy giờ tao tính hết rồi. Ôi tao bị trôi lên đây rồi anh em. Quá là dữ.